ơi, trời đang có vòi rồng rồi, đang chuẩn bị chiến dông rồi nhá, đang có đó, đang chuẩn bị có vòi rồng rồi. Rồi đang ráp ba con diều tiếp nhá, ba con, đang ráp ba con này. À, các bạn thấy ở bên hướng kia kìa, đó vòi rồng đang xuống rồi nhá, đang xuất hiện rồi. Diều sáo là gặp dông hôm nay, các bạn sẽ nhìn các bạn. Đang vòi rồng xuất hiện rồi các bạn ạ. Nó mà đổi nó đang đổi gió rồi. Ủa, con này của em mấy mét bình? 42 à? Con này là con gì? Kim môn luôn. Con này diều giái. Diều giái kim môn đúng không? Vô đang ngắt gói. Đẩy hai nó vô. Nắng rồi. Ê! Rồi, vòi rồng của chúng ta bữa nay đã đang xuất hiện mà thấy hơi hơi tan rồi, không biết có bắt được dông không nữa. Em vừa sao? Hết dông rồi. Nó đẩy dông đi chỗ khác rồi. Trời vẫn đang còn ẩm u nha. Này con này mấy mét mình ơi? Con này 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi hả? Chơi sáo gì đâu? Hòa âm D47. Hòa âm D47 nhôm đúng không? Con này chín dông rồi. Con này bay dông hai dông rồi. À con này hai dông rồi. Chắc có thể là ngày hôm nay các bạn thấy trời đang có dông đây, con này bay hai dông rồi là êm xuôi. Chưa gãy nan nào đúng không? Vâng. Con này nan chăn hay nan gì? Cái này mai là nan, còn cái nan ngọn là maca. À này. Vậy thì chín dông ok rồi. Cùng lắm là gãy thôi. Đúng rồi, cùng lắm là gãy thôi chứ. Rồi con này cân kim môn 4m2 nha các bạn nhé. Con này lên đẹp lắm. Con này lên hiền nhiều lắm. Nó dưới mắt luôn rồi. Thằng nó làm hay á. Thằng nó làm nhiều mà nó cột tùm lum mà nó lên được con. Nó cột không đều đâu mà cha con nó cứ bảo đều nhưng mà nó cột tùm lum hết. Đây hai con kim môn nha. Gió trên nó có, gió dưới nó có. Kìa, gió dưới. Con anh Hoàng bắn dài dây ra. Giờ đang đợi gió dưới. Rồi, xong. Rồi, chờ gió để cho lên bờ nhá. Chờ gió. Đang bắn dông mà cuối cùng dông lại tan rồi. Này, dông lại tan rồi, mất gió rồi. Tại vì cái hướng đó trời nó cũng khó. Thêm gì? À, trên bầu trời của chúng ta đang có 4 con đấy các bạn nhé. 4 con này đang bay này, đang thụt gió này. Hơi thụt gió tí xíu này. Hơi thụt gió. Rồi đang ráp tiếp 2 con nữa. 2 con là kim môn.
hết mưa rồi, qua cơn rồi. Quay cái gì không chứ? Xuống nó về sáu á. Chung chạy về hả? Vợ gọi hả? Lên nhà chắc còn lên thôi. Lên đi. Đang có gió này, lên đại đi. Mà nhắm có chiến dông nổi không? Rồi, vòi rồng về rồi, chúng ta sẽ cho lên con này nhá. 8m2. Con này 8 mét mấy đó. Rồi, lên luôn. Lên. Đang dông rất đẹp nha. Đang gió rất đẹp trên bầu trời, đang u u rồi. Đó, tuyệt vời luôn. Trời đang mù xịt luôn. Thả diều đang Ồ, có cái nón đẹp quá. Nặng không? Con nón này của chiến trường của ngày xưa về đúng không? Dạ. Con ngày xưa con có đi lính Mỹ không mà được cái nón đẹp không? Dạ. Không á? Con năm nay con sẽ được 60 tuổi chưa? Dạ chưa. Chưa con nhiêu tuổi? Cái này 44 tuổi con. Ôm vào nhau luôn các bạn thấy chưa? Không chịu nổi, chắc không chịu nổi. Chắc không chịu nổi, con của Hưng không chịu nổi. Con cái lao xuống luôn. Đổ ra luôn rồi, rồi đứt cái đuôi rồi, rồi đứt luôn.